Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ukraine đang thua. Moscow nói rằng bất chấp phương Tây liên tục viện trợ quân sự, Ukraine đang thua trong cuộc xung đột với Nga. Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Ukraine vẫn đang thua cuộc. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp của chính phủ ngày 1 tháng 11. Ông Shoigu cho hay lực lượng phòng không Nga đã hơn 1.400 lần đánh chặn thành công vũ khí của Ukraine trong tháng 10. Các mục tiêu của Ukraine bị bắn hạ gồm có 37 máy bay, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, loại tên lửa tầm xa Mỹ mới cung cấp cho Ukraine. Trước đó, ông Shoigu nói rằng Nga đã sở hữu vũ khí phòng không có thể bắn rơi 24 máy bay Ukraine gồm Su-27, và MiG-29 trong vòng 5 ngày. Tình hình hiện nay cho thấy năng lực của đối phương Ukraine đang suy giảm. Họ đang hoảng sợ. Chúng ta biết chiến thuật của họ, biết kế hoạch tấn công và rút lui của họ. Chúng ta hiện có hệ thống vũ khí có thể bắn hạ 24 máy bay trong 5 ngày, Bộ trưởng Shoigu nói. Ông dự đoán với tốc độ này, Nga có thể chỉ mất 20 ngày để phá hủy toàn bộ phi đội F-16 của Ukraine sắp được phương Tây viện trợ. Kiev liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ các hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine không còn nhiều thời gian để phản công. Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 với hy vọng đạt được kết quả đột phá như cuộc phản công hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận tốc độ đợt phản công này chậm hơn so với mong đợi do phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí và một phần do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Nga liên tục nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và hứng tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đầu tuần này cho hay Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, khoảng 600 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép. Ukraine cũng chưa đạt được thành công có ý nghĩa trên chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31 tháng 10 khẳng định quân đội nước này đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga ở Biển Đen ông tin nếu nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ đồng minh kiev có thể giành được chiến thắng chúng ta đang sống trong một thế giới quá quen với thành công đến quá nhanh khi xung đột nổ ra nhiều người trên thế giới không tin ukraine sẽ sống sót vinh quang cho tất cả những người không rút lui không kiệt sức vẫn tin tưởng vào ukraine và những người đã chiến đấu cho ukraine ông zelensky khích lệ tinh thần binh sĩ những tháng gần đây ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của nga ở biển đen và bán đảo crimea trong đó có vụ tấn công nhà máy đóng và sửa chữa tàu ở Sevastopol và trụ sở hạm đội Biển Đen. Đây là một phần nỗ lực của Kiev nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa lực lượng Nga ở miền nam Ukraine với trung tâm hậu cần ở Crimea. Ảnh vệ tinh phát hiện bí mật Nga muốn che giấu ở Crimea Hình ảnh vệ tinh đã phát hiện các vị trí phòng không mới của Nga ở Crimea, nơi Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu tấn công gần đây, theo Military các nhà báo đã phát hiện ra các vị trí mới của hệ thống phòng không Nga ở nam làng Chonomos ở bán đảo Crimea được Nga sát nhập năm 2014 trên hình ảnh vệ tinh của dịch vụ Planet.com. Tuy nhiên, các nhà báo không thể tìm thấy những hình ảnh cho thấy thiết bị quân sự ở đây và dự đoán có lẽ chúng chỉ được triển khai đến đó vào ban đêm. Một trong ba vị trí mới nằm ở phía Bắc, sau khi so sánh hình ảnh vệ tinh trong các ngày khác nhau, các nhà báo phát hiện nó được xây dựng vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 9. Vị trí tiếp theo về phía Nam được xây dựng vào ngày mùng 8 đến 14 tháng 9. Và vị trí cuối cùng là ở phía Nam được xây dựng vào ngày 18 đến 22 tháng 9. Trước đó, ngày 30 tháng 10, Military đã báo cáo về các tấn công vào các vị trí phòng không của Nga ở khu vực Olenivska, tỉnh Donetsk. Các nguồn tin Nga cho biết, cuộc tấn công đã làm bị thương 17 quân nhân Nga và làm hư hỏng 5 phương tiện quân sự, một trong số đó không thể phục hồi được. Về mặt chính thức, thông tin này vẫn chưa được phía Ukraine hoặc Nga xác nhận. Các vị trí phòng không của Nga liên tục bị tấn công trong ngày 30 tháng 10. Có thông tin cho rằng các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga gần làng Molochne ở bán đảo Crimea cũng đã bị bắn trúng trong cuộc tấn công vào ngày 30 tháng 10. Được biết, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 10. Hậu quả của cuộc tấn công là các phần của tổ hợp vũ khí này đã bị hư hại và một máy phát điện diesel bị phá hủy. Ngoài ra, căn cứ thông tin từ Vệ tinh Giám sát Hỏa lực của NASA vào ngày 30 tháng 10, một đám cháy đã bùng lên trên lãnh thổ của đơn vị quân đội số 60135 nhưng chưa rõ nguyên nhân. Đơn vị quân đội số 60135 là trung tâm tác chiến điện tử riêng biệt thứ 475 của hạm đội Biển Đen của Nga nằm ở khu vực Sevastopol. Thú nhận cay đắng của sĩ quan Ukraine khi nhận lệnh chiếm lại tiền đồn Holipska. Tờ Times có bài viết về những thử thách mà Ukraine đang phải hứng chịu sau 20 tháng chiến tranh. Trong đó, sự ủng hộ toàn cầu đang mờ nhạt dần, Ukraine thiếu nhân lực và vũ khí, và binh lính trên chiến trường bất tuần thượng lệnh. Trong bài báo ngày 30 tháng 10, phóng viên Tham dẫn lời một trong những trợ lý thân cận của Tổng thống Zelensky thú nhận, chúng tôi đang không tiến triển. Ông tiết lộ, một số chỉ huy tiền tuyến đã bắt đầu từ chối mệnh lệnh tiến quân, ngay cả khi lệnh trực tiếp đến từ văn phòng tổng thống, ông nói, họ chỉ muốn ngồi trong chiến hào và giữ phòng tuyến, nhưng chúng ta không thể thắng một cuộc chiến theo cách đó. Khi phóng viên nêu những tuyên bố này với một sĩ quan quân đội cấp cao, ông ta nói rằng, một số chỉ huy có rất ít sự lựa chọn trước những mệnh lệnh phải suy đoán từ cấp trên. Ông cho biết vào một thời điểm vào đầu tháng 10, giới lãnh đạo chính trị ở Kiev đã yêu cầu một chiến dịch nhằm chiếm lại thành phố Holipska, một tiền đồn chiến lược ở miền đông Ukraine mà người Nga đã nắm giữ và bảo vệ quyết liệt trong gần một thập kỷ. Trả lời trở lại dưới một dạng câu hỏi, với cái gì, viên sĩ quan nói, họ không có người và vũ khí, vũ khí ở đâu, pháo bình đâu, những tân binh đâu rồi. Ở một nhánh của quân đội, tình trạng thiếu nhân sự thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn khi cả tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược. Một trong những trợ lý thân cận của Zelensky nói rằng, ngay cả khi Mỹ và các đồng minh của họ mang theo tất cả số vũ khí mà họ đã cam kết, chúng tôi không có đủ người để sử dụng chúng. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Ukraine đã từ chối công bố chính thức số người không qua khỏi. Nhưng theo ước tính của Mỹ và châu Âu, thì những con số tổn thất về người đã vượt quá 100.000 người ở mỗi bên trong cuộc chiến. Nó đã làm xói mòn hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine nghiêm trọng tới mức mà các văn phòng quân dịch buộc phải triệu tập những quân nhân lớn tuổi hơn, nâng độ tuổi trung bình của mỗi người lính Ukraine lên khoảng 43 tuổi. Trợ lý thân cận của Zelensky nói, bây giờ họ đã là những người đàn ông có tuổi và ngay từ đầu thì họ không còn khỏe mạnh nữa. Bức tranh trông khác hẳn khi bắt đầu cuộc chiến. Một nhánh của quân đội được gọi là lực lượng phòng vệ lãnh thổ báo cáo đã tiếp cận 100.000 tân binh trong 10 ngày đầu tiên của cuộc chiến tổng lực Việc huy động quần chúng một phần được thúc đẩy bởi những dự đoán lạc quan của một số quan chức cấp cao rằng cuộc chiến sẽ thắng trong vài tháng nếu không phải là vài tuần, thành viên thứ hai của nhóm của Tổng thống cho biết. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể đăng ký một chuyến tham quan nhanh chóng và tham gia vào chiến thắng anh hùng. Bây giờ việc tuyển dụng đang giàn dần, khi các nỗ lực cưỡng bách tổng quân ngày càng gia tăng trên khắp đất nước, có nhiều câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội về việc các sĩ quan quân dịch kéo những người đàn ông khỏi tàu hỏa và xe buýt và đưa họ ra mặt trận. Những người có điều kiện đôi khi còn hối lộ để không phải nhập ngũ, thường bằng cách trả tiền để được miễn trừ y tế. Những tình trạng tham nhũng như vậy trong hệ thống tuyển dụng đã trở nên phổ biến vào cuối mùa hè. Đến mức vào ngày 11 tháng 8, ông Zelensky đã sa thải những người đứng đầu văn phòng quân dịch ở mọi khu vực trên đất nước. Quyết định này nhằm thể hiện cam kết của ông trong việc chống tham nhũng, nhưng động thái này đã phản tác dụng. Theo sĩ quan quân đội cấp cao, khi việc tuyển dụng gần như bị đình trệ nếu không có sự lãnh đạo. Các quan chức bị sa thải cũng tỏ ra khó thay thế, một phần vì danh tiếng của các văn phòng quân dịch đã bị hoen ố. Ai muốn công việc đó, viên sĩ quan hỏi, nó giống như việc bạn đeo một tấm biển ghi, tham nhũng sau lưng. Nga tiếp tục loại bỏ xe tăng Leopard của Ukraine khỏi cuộc xung đột. Các binh sĩ quân khu phía Tây của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM để phá hủy xe tăng Leopard 2A5 của Ukraine theo hướng Kupian. Đoạn video về cuộc tấn công đã được máy bay không người lái của Nga ghi lại. Theo hình ảnh được truyền thông Nga công bố, tên lửa chống tăng của quân đội Nga đã hạ gục chiếc xe tăng Ukraine bằng một đòn tấn công trực diện. Theo giới quan sát, chiếc xe tăng bị bắn trúng là Schwarzwald 122, một phiên bản hiện đại hóa từ Leopard 2A5, được thiết kế dành riêng cho Thụy Điển thống kê từ tờ Fox cho thấy đây là một chiếc Leopard thứ sáu bị lực lượng Nga phá hủy trong tuần qua, cũng là chiếc Stryzvans 122 đầu tiên bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tháng 9 năm 2023, Bộ Quốc phòng Thụy Điển xác nhận đã bàn giao cho Ukraine 10 xe tăng Stryzvans 122 như một phần của gói hỗ trợ quân sự dành cho Kiev nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga phiên bản Schiffwanz 122 được cung cấp thêm các lớp giáp Composite và tháp pháo, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn cho xe tăng trước các mối đe dọa. Schiffwanz 122 được trang bị súng nòng trơn 120mm Rensmertl RH-120L44, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn vây xuyên giáp APFSDS, chống tăng nổ mạnh. HES và đầu đạn nổ cao HE. Ngoài ra, phương tiện cũng được lắp đặt một súng máy đồng trục 7,62 ly gắn bên cạnh súng chính và một súng máy phòng không 12,7 ly gắn trên đỉnh tháp pháo. Chiếc 122 có tổ lái gồm 4 người với người lái ngồi ở phía trước, 3 thành viên trong tháp pháo bao gồm chỉ huy, xã thủ và người nạp đạn. Sử dụng động cơ diesel MTU-MB873K501, công suất 1.500 mã lực, Sturtevant 122 có thể chạy ở tốc độ tối đa 68 km h phạm vi hoạt động tới 550 km. UAV Barakta mất uy lực trên chiến trường Ukraine UAV Barakta TB2 từng được coi là cứu tinh của quân đội Ukraine, nhưng giờ đây gần như vô dụng trước hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga. Trong những tuần đầu tiên của chiến sự Nga-Ukraine, máy bay không người lái UAV Bayraktar TB2 do hãng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ được ca ngợi khi tiếp cận tập kích xe tăng thiết giáp pháo binh Nga. UAV Bayraktar TB2 khi đó được ca ngợi là cứu tinh của quân đội Ukraine và là vũ khí giúp quân đội nước này thay đổi cục diện chiến sự, đẩy lùi lực lượng Nga ở khu vực miền Bắc. Một số người thậm chí còn coi Bayraktar TB2 là vũ khí của chiến trường tương lai. Tuy nhiên, mẫu UAV này gần đây không còn xuất hiện trong các video giao tranh ở Ukraine và hoạt động của chúng ngày càng hạn chế trước hệ thống phòng không ngày một phức tạp của Nga. Trong cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 10, Đại tá Volodymyr Valius, một chỉ huy thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR cho biết, ông không muốn dùng từ vô dụng để chỉ UAV Beretta TB2, song rất khó tìm ra tình huống để dùng chúng. Ông Valius cho hay Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng Beretta TB2, song tần suất triển khai và vai trò của UAV này đã thay đổi. Chúng tôi rất biết ơn TB2, nhưng mà chúng được triển khai và tiến hành các vụ tập kích nhiều hơn vào giai đoạn đầu xung đột. Đại tá Valius nói, theo ông, Nga hiện đang tăng cường các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử, tất cả về chất và lượng. Khiến Beretta TB2 không thể phát huy được vai trò như trước, trong lần xuất kích gần đây nhất mà Valius chứng kiến, chiếc UAV Beretta TB2 chỉ sống sót được khoảng 30 phút, dù mẫu UAV này có thể hoạt động trên không trong 27 tiếng liên tục. Halux Beretta, CEO của Baika, cho rằng mẫu UAV này gặp nhiều khó khăn vì phải hoạt động trong môi trường đầy thách thức, nơi Nga triển khai hàng trăm tổ hợp phòng không tầm trung và tầm xa. Beretta TB2 hiện chủ yếu được sử dụng để theo dõi mục tiêu, hoạt động cũng có giá trị cao như tung đòn tấn công ông Barasta nói. TB2 không tấn công trừ khi chúng tìm ra vị trí phù hợp và không trở thành mục tiêu dễ dàng cho các tổ hợp phòng không của Nga. UAV TB2 của Ukraine gần đây được nâng cấp trang bị camera tiên tiến do một công ty của Canada sản xuất. Theo nhà cung cấp, hệ thống camera mới cho phép TB2 thực hiện nhiệm vụ giám sát ở vị trí cao hơn và khoảng cách xa hơn, tăng khả năng sống sót của UAV này. Ông Biden dọa phủ quyết dự luật cắt viện trợ cho Ukraine Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện chỉ cung cấp viện trợ cho Israel mà không bao gồm Ukraine nếu Quốc hội gửi nó cho Biden ký ban hành, Nhà Trắng cảnh báo. Ngược lại với gói an ninh quốc gia của Tổng thống, dự luật này không cung cấp bất kỳ viện trợ nào cho Ukraine. Đây là một yêu cầu cấp bách, Văn phòng Quản lý và Ngân sách OMB của Nhà Trắng cho biết hôm 31 tháng 10. Theo OMB, Dự thảo do các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa hậu thuẫn không đáp ứng được tính cấp bách của thời điểm hiện tại khi nó làm sâu sắc thêm sự chia rẽ của chúng ta và làm suy giảm nghiêm trọng sự ủng hộ lưỡng đảng trong quá khứ đối với an ninh của Israel. Dự luật này không tốt cho Israel, cho khu vực Trung Đông và cho an ninh quốc gia của chúng ta, OMB nói. Dự luật trên do phe Cộng hòa tại Hạ viện đứng đầu là tân Chủ tịch Hạ viện Johnson đề xuất hôm 30 tháng 10. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ chỉ cung cấp 14,3 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Israel trong cuộc giao tranh với Hamas. Đề xuất của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ cắt khoảng ngân sách cho Sở Thuế vụ Mỹ được quy định trong đạo luật giảm lạm phát, một trong những chính sách dấu ấn của ông Biden được thông qua vào cuối năm ngoái. Gói đề xuất của Đảng Cộng Hòa cũng rời xa chiến lược của Nhà Trắng, gắn liền viện trợ cho Ukraine và Israel vào nhau. Tuần trước, Nhà Trắng đã vạch ra gói ngân sách bổ sung cho an ninh quốc gia trị giá khoảng 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm tiền cho Israel và Ukraine, cũng như các khoản đầu tư vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, viện trợ nhân đạo và các biện pháp an ninh biên giới. Ủy ban nội quy Hạ viện Mỹ sẽ xem xét dự luật của Đảng Cộng Hòa trong ngày 1 tháng 11. Để tới được bàn của ông Biden, dự thảo này sẽ cần phải được sự chấp thuận từ Thượng viện Mỹ, vốn do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Các nhà lập pháp tại Thượng viện, bao gồm lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại cơ quan này là Thượng nghị sĩ Miss McConnell, cũng bày tỏ mong muốn gắn liền viện trợ cho Ukraine và Israel với nhau trong cùng một dự luật. Thưa quý vị, mới đây, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Garin cho biết quân đội Ukraine đã tái triển khai xe tăng Leopard 2 đến khu vực Donetsk với hy vọng cứu vãn tình hình ở tiền tuyến. Ông Yangakin cho biết tình hình không ổn đối với Ukraine ở tiền tuyến, vì lý do này, chính quyền Kiev đã quyết định tái triển khai xe tăng Leopard 2 đến gần khu vực Donetsk. Tuy nhiên, ông không đề cập đến số lượng. Đồng thời, ông Gagin cho biết các binh sĩ của Nga đã nhìn thấy xe tăng này ở một số khu vực tiền tuyến gần Donetsk trong 3 ngày qua. Theo ông Gagin, một xe tăng Leopard của quân đội Ukraine đã bị phá hủy trên chiến trường Donetsk cùng với một số xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Trước đó, hôm 31 tháng 10, ông Gagin cho hay, xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ kém hiệu quả ở tiến tuyến do một số sai sót kỹ thuật. Cụ thể, xe tăng Leopard 2 thiếu khả năng cơ động, trọng lượng lớn, khả năng việt dạ yếu, đặc biệt là trong thời kỳ bùn lầy và thân tàu xe dễ bị tác động. Leopard 2 không thể sửa chữa được trên thực địa mà phải kéo ra khỏi chiến trường và đưa đến khu vực sửa chữa. Việc sửa chữa hay bảo trì toàn bộ cũng phải do các nhân viên được đào tạo chuyên sâu thực hiện. Ông Gagin cho biết thêm, nhiều quân nhân Ukraine đã thiệt mạng cả khi vận hành xe tăng Leopard 2, cũng như khi nỗ lực sơ tán phương tiện thiếp giáp này trên chiến trường. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số quan chức tại Kiev cho rằng sở dĩ quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga là do tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, trong báo cáo của tờ tạp chí Times của Mỹ, một trợ lý thân cận của Tổng thống Zelensky đã nêu bật vấn đề khác. Theo vị quan chức này, quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực nghiêm trọng và điều đó đã cản trở khả năng của họ nhằm sử dụng hiệu quả các loại vũ khí do phương Tây tài trợ. Mặc dù Ukraine không tiết lộ số binh sĩ thương vong trong cuộc xung đột, nhưng phương Tây ước tính con số này vào khoảng 100.000 người. Hiện Ukraine đang cố gắng kêu gọi và vận động người dân tham gia nhập ngũ. Theo Kiev Independent, khi xung đột kéo dài, nhiều chỉ huy Ukraine bày tỏ lo ngại về việc thiếu lực lượng chiến đấu và phải đưa những người chưa qua huấn luyện ra chiến trường. Đây không phải là lần đầu tiên Kiev đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự. Hồi tháng 4 vừa qua, Ukraine đã đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải bổ sung nhân lực để chuẩn bị phát động một cuộc phản công lớn sau khi chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh tại Bắc Mút. Kể từ khi phát động cuộc phản công vào tháng 6 cho đến nay, Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào trong khi đó phương Tây đang có dấu hiệu mệt mỏi trong nỗ lực viện trợ cho quốc gia này. Hôm 30 tháng 10, trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 để nâng cấp năng lực phòng không cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong một video đăng tải trên mạng sau X, trước đây là Twitter, ghi lại nội dung cuộc đàm thoại trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, Ukraine vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Hà Lan do liên quan trực tiếp đến an ninh chung của châu Âu. Tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông sẽ không thay đổi ưu tiên ngoại giao của Hà Lan với Ukraine. Ông Mark Rutte nhấn mạnh sẽ duy trì sự hỗ trợ lâu nhất có thể cho Ukraine, đồng thời thông báo sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine các vũ khí đã cam kết. Dự kiến, máy bay chiến đấu F-16 sẽ được chuyển đến Rumani trong vòng 2 tuần nữa. Khi đó, Hà Lan sẽ bắt tay vào việc huấn luyện cho các phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16. Cũng trong hội đàm trực tuyến này, Thủ tướng Mark Rutte đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về tiến trình thiết lập một hành lang thay thế để xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, đồng thời cho biết Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine các tàu tuần tra để đảm bảo an ninh cho tuyến đường này. Hà Lan hiện là một trong những quốc gia phương Tây viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với khoảng 2,5 tỷ euro trong năm 2023.